chương năm 1978, liên quan mẫu thân. Sở phong lời này vừa nói ra, giới thiên niệm ôn hòa trên mặt, lại hiển hiện một vòng phức tạp. Ngắn mũi trầm mặt sau mới mở miệng, ta không muốn giấu giếm ngươi, ta cũng không rõ ràng lắm mẹ của ngươi tình huống hiện tại. Ta tìm hiểu qua, nhưng Thủy chung tìm hiểu không đến liên quan mẹ của ngươi tin tức. Trong tộc cũng quả thật có chút không tốt nghe đồn. Vốn lấy ta phụ thân đối với ngươi nhiễm thanh đích thiên vị, ta không tin hắn thật sẽ thương tổn nhiễm thanh ta suy đoán mẹ của ngươi cũng không đáng lo nhưng chỉ là ta cá nhân suy đoán giới thiên niệm đạo nhưng giới thiên niệm trả lời sở phong rồi lại lạnh lùng cười một tiếng a à, giới thiên nhiễm hắn sự tình gì làm không được ngươi tin tưởng hắn xác thực ta phụ thân làm việc có việc là có chút cực đoan nhưng suy đoán của ta cũng không hoàn toàn quyết định bởi tại quyết định của hắn giới thiên niệm đạo, cái này là ý gì? sở phong hỏi. sở phong, ngươi cảm thấy gì thực lực thế nào? giới thiên niệm hỏi. gì thực lực rất mạnh. sở phong đạo. nghe lời này, giới thiên niệm cười nhạt một tiếng, như thường đến nói, ta sớm nên bước vào thiên long cảnh. nhưng từng có người cho ta đề nghị, muốn ta vững chắc cảnh giới lại tiến hành đột phá. từ đó về sau mỗi đêm đột phá một cái đại cảnh giới ta cũng sẽ tiến hành vững chắc hơn nữa được ích lợi không nhỏ sở dĩ những năm gần đây này ta một mực ở áp chế tu vi của mình cố ý không đột phá nhưng ta nếu nghĩ tùy thời có thể đột phá giới thiên niệm đạo sở dĩ gì trên thực tế đã thiên lòng giới linh sư sở phong hỏi ân giới thiên niệm nhẹ gật đầu chợt nói thế nhưng lúc trước cho ta cái đề nghị này người không là cha mẹ của ta, cũng không phải là trong tộc tiền bối, mà là mùi mùi của ta, mẹ của ngươi. Đương thời nàng, chưa đầy 20 tuổi. Nghe lời này, sở phong đã trầm mặt. Hắn đương thời chưa đầy 20 tuổi mẫu thân, chắc hẳn cảnh giới còn xa không bằng bản thân gì. Nhưng lại có thể cho thực lực so với chính mình cường đại người nói lên đề nghị, có thể thấy được cái kia mẫu thân đối với kết giới chi thuật lý giải cùng quan sát, năm đó liền thập phần cao minh ít nhất là tại phía xa đồng cấp trên mình đấy đương nhiên cái này cũng cùng sở phong từ nhỏ tại hạ giới trưởng thành làm cho tiếp thụ lấy tài nguyên cùng tri thức đều đã định trước sở phong tốc độ phát triển sẽ chậm nhưng không thể phủ nhận mẹ của hắn đích xác là thiên tài trong thiên tài kỳ thật cùng ngươi nói chuyện này là muốn nói cho ngươi thiên phú của ta không sai nhưng mẹ của ngươi thiên phú mạnh hơn ta gấp trăm lần không chỉ ta suy đoán, mẹ của ngươi không ngại, là bởi vì ta tin tưởng vững chắc, nạn có năng lực tự bảo vệ mình. Cứ việc, ta cũng biết ta phụ thân không đơn giản, nếu như hắn thật quyết tâm, xác thực rất đáng sợ. Nhưng mẹ của ngươi, lại làm sao không đáng sợ đâu. Ta có thể như vậy cùng ngươi nêu ví dụ, nếu như tại mẹ của ngươi cùng ta phụ thân tầm đó, không phải muốn lựa chọn một cái nhân tác là địch nhân. Ta là càng không muốn cùng ngươi mẫu thân là địch đấy giới thiên niệm cười nói đa tạ gì giải thích nghi hoặc nghe đến đây sở phong treo lấy tâm an tâm rồi không ít so sánh với những người khác giới thiên niệm trực tiếp đối với mẫu thân mình thực lực đưa cho khẳng định mà sở phong cũng cảm thấy giới thiên niệm không có lừa gạt hắn thiết yếu chung quy thiên phú của hắn cũng là truyền thừa từ mẹ của hắn cùng phụ thân hắn đều có bản lĩnh cùng thất giới thánh phủ quần nhau mẫu thân của nàng tu luyện nhiều năm như vậy như thế nào lại thật ngồi chờ chết? Tùy ý thất giới thánh phủ xử trí. Cùng gì liền chớ khách khí, có cái gì muốn hỏi cứ việc hỏi. Chỉ là, không ngại vừa ăn vừa hỏi, lạnh có thể đã không thể ăn rồi. Giới thiên niệm đang khi nói chuyện, đem một cái đùi gà dở xuống kẹp tới rồi sở phong trong mâm. Nếm thử, món ăn này là mẹ của ngươi yêu nhất, sở phong nếm một chút, xác thực mùi vị không tệ. Ăn ngon. Chỉ là gì, làm sao đều là thịt, không có chay a. À? Sở Phong hỏi. Bởi vì ngươi mẫu thân chỉ thích ăn thịt. Ngươi ưa thích ăn mặn làm phối hợp sao, cái kia xem ra cùng mẹ của ngươi không giống nhau, vì đi cho ngươi thêm hai đạo món chay. Giới Thiên niệm đang khi nói chuyện, liền đứng dậy đi xào rau. Gì? Không cần, đã đủ ăn. Sở Phong liên tục khoát tay. Hắn chỉ là thuận miệng vừa nói, có thể mảy may không có ý tứ gì khác, không phiền toái, rất nhanh giới thiên niệm đang khi nói chuyện đã đi tới lấy ra nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị bắt đầu tẩy trừ gì thật không cần thấy thế sở phong vội vàng đứng dậy kéo lại giới thiên niệm giới thiên niệm quay đầu nhìn về phía sở phong lộ ra cực kỳ ấm áp dáng tươi cười sở phong đừng khuyên gì cũng không phải là thường xuyên có cơ hội nấu cơm cho ngươi ăn nghe lời này sở phong thần sắc cứng đờ tốt rồi đi ngồi xuống ăn trước ta rất nhanh là tốt rồi đấy giới thiên niệm đem món ăn cất kỹ hai tay bắt lấy sở phong bả vai đem sở phong đẩy trở lại trên chỗ ngồi theo sau liền tiếp theo làm đồ ăn giới thiên niệm cái này cố ý cử động cùng một câu kia nói nhượng sở phong mũi có chút ê ẩm trong lòng dòng nước ấm càng là tuôn ra biến toàn thân sở phong biết rõ giới thiên niệm đối với hắn không tốt là khách khí mà càng giống là phát ra từ nội tâm nghĩ đối với chính mình tốt bản thân chỉ là thuận miệng hỏi một câu tại sao không có làm thuần túy là hiếu kỳ mà không phải yêu cầu giới thiên niệm không phải ngu xuẩn người tất yếu cũng rõ ràng điểm này nhưng nàng thực sự ý thức được khả năng bình thường tất yếu cũng là ưa thích ăn chay bằng không thì chỉ ăn thịt người sẽ không hỏi ra vấn đề này cho nên liền cố ý cấp cho sở phong thêm hai đạo thức ăn cũng không phải để trong lòng sở phong cách nhìn mà là ý thức được sự tình phía sau nghĩ tận khả năng làm sở phong làm càng nhiều chỉ có nhà người mới sẽ như thế sở phong còn có cái gì muốn hỏi đấy cứ việc hỏi ờ à, cùng gì không có gì không thể nói đấy giới thiên niệm nói gì ngươi có phải hay không sớm liền tại thế giới kia rồi ta cùng với đồ đăng cửu đạo trao đổi ứng đối chi pháp còn chưa bắt đầu bày trận thời điểm ngươi có phải hay không cũng đã tại sở phong hỏi tuy nhiên giới thiên niệm thực lực hắn không chất vấn. Thế nhưng sở phong trận pháp, thế nhưng sơ dai bí điển. Nhẹ nhàng như vậy đấy, liền đem cái kia trận pháp phá vỡ, sở phong cảm thấy giới thiên niệm hẳn là đã sớm tới. Nàng cũng tận mắt thấy rồi, sở phong trận pháp bố trí đồ, từ đó tìm được kẻ hở, mới biết được thế nào phá giải. Là, ta ẩn vào trong trận pháp, sở dĩ các ngươi không phát hiện được ta. Nói tới. Ngươi sơ giai bí điển xác thực lợi hại, nếu không phải thấy được ngươi trận pháp bố trí đồ, vẫn thật không dễ dàng phá vỡ. Nếu như cho tới cái này, ngược lại là có thể nói cho ngươi một sự kiện. Thất giới thánh phủ thiên đạo bí điển ở bên trong, cũng không có sơ giai bí điển cái này một hồi pháp. Giới thiên niệm nói rằng chương năm 1979, vì dặn dò. Không có sơ giai bí điển. Cái kia thất giới thánh phủ thiên đạo bí điển, có những ai trận pháp sở phong hỏi theo sau giới thiên niệm liền đem thất giới thánh phủ cái kia thiên đạo bí điển lên toàn bộ trận pháp danh tự nói cho sở phong sở phong phát hiện cùng mình đạt được gần như đồng dạng như vậy đến nói chỉ là không có sơ giai bí điển những thứ khác cùng ta sở được đến đồng dạng nhưng nếu là sơ giai bí điển nói rõ còn có cao cấp hơn cái khác ta đây sở được đến đấy hơn phân nữa cũng không phải là hoàn chỉnh đấy sở phong phân tích nói. Rất có loại khả năng này. Chung quy tổ võ giới tông toàn bộ, cũng đều là thời kỳ viễn cổ truyền thừa. Giới thiên niệm nói. Phía sau, sở phong lại cùng giới thiên niệm hàng huyên rất nhiều. Đại đa số nói chuyện đều là liên quan tại mẫu thân mình sự tình, mà giới thiên niệm cũng là không biết không nói. Nhưng liên quan một lần cuối cùng thấy cái kia mẫu thân lúc, cái kia mẫu thân tu vi, giới thiên niệm thì cũng không hề biết sở phong mẫu thân hữu ý che giấu tu vi gần như không ai biết rõ nàng biến mất trước tu vi gì nghe thất giới thánh phủ có rất lực lượng cường đại có thể là thật sở phong hỏi tại sở phong trong nhận thức biết phụ thân của mình rất mạnh nếu không thì không thể nào lưu lại tại trong cơ thể mình một tòa thủ hộ trận pháp liền vốn có cái kia các loại uy lực giới thiên nhiễm coi như là thực lực bất phàm có thể sở phong cảm thấy phụ thân của mình không hẳn không thể đem chiến thắng mà ngoại giới một mực nghe đồn thất giới thánh phủ bên trong có lực lượng cường đại sở phong cảm thấy nếu là nghe đồn là thật cái kia chân chính cản trở hắn phụ thân cứu cái kia mẫu thân đấy tất yếu chính là cổ lực lượng kia đối mặt sở phong vấn đề giới thiên niệm vẫn luôn sẽ trả lời ngay thế nhưng vấn đề này giới thiên niệm nhưng có chút do dự vì nếu như không thuận tiện nói có thể không nói sở phong nói rằng có giới thiên niệm cấp ra trả lời thuyết phục là như thế nào lực lượng sở phong hỏi cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm ta tiếp xúc không đến cái kia cấp độ chỉ biết là là rất lực lượng cường đại có thể hộ ta thất giới thánh phủ bình yên liên quan chuyện này nếu như ngươi nghĩ cụ thể lý giải có lẽ có một người có thể giải đáp chỉ là không biết vị kia hiện ở nơi nào giới thiên niệm nói là ai sở phong hỏi trích tinh đạo trưởng giới thiên niệm nói nguyên lai là vị tiền bối kia hắn sẽ biết liên quan cái kia lực lượng chuyện cụ thể sao sở phong hỏi hắn nên là biết được giới thiên niệm nói nghe đến đây sở phong trong lòng thì là có ngọn nguồn trích tinh đạo trưởng cùng giới thiên nhiễm đều là giới linh tiên vương đệ tử thân phận của hắn cùng địa vị tự nhiên không cần nhiều lời nhưng bởi vì lý niệm không hợp sớm rời đi rồi thất giới thánh phủ lúc trước khương tĩnh vũ từng cho sở phong một cái xem bói thẻ tre nghe nói cái kia xem bói thẻ tre có thể tìm đến trích tinh đạo trưởng vốn sở phong liền muốn tìm một cái trích tinh đạo trưởng nhìn xem có thể hay không từ chỗ của hắn biết được liên quan cái kia mẫu thân sự tình chỉ là phía sau bởi vì một việc mà chậm trễ thế nhưng hiện tại sở phong ngược lại là có thể đi tìm sở dĩ tạm thời để xuống tiếp tục tìm kiếm, chìa khóa mảnh vỡ ý niệm, là bởi vì sở phong ý thức được nguy hiểm. Lần này, nếu không là vận khí tốt, vừa vặn chiếm được thiên đạo bí điển, lại vừa vặn gặp đồ đằng cửu đạo, tất yếu sẽ bị thất giới thánh phủ bắt lấy. Mà đã có chuyện lần này, thất giới thánh phủ phòng bị tất yếu càng thêm kín đáo. Sở phong không muốn mạo hiểm, nghĩ chờ một chút. Đợi đến thần lộc lực lượng khôi phục phía sau lại đi thăm dò chung quy hiện tại sở phong hai đạo chìa khóa mảnh vỡ nơi tay coi như là giới thiên nhiễm bắt được cái khác ba cái chìa khóa mảnh vỡ cũng không cách nào tiến nhập tổ võ giới tông chủ thành tiếp xuống dựa theo giới thiên niệm dặn dò nghỉ ngơi một ngày sau sở phong mới tiếp tục tu luyện phía sau tu luyện là tu luyện một ngày liền nghỉ ngơi một ngày sở phong đem giới thiên niệm tu luyện tại nguyên luyện hóa phía sau không có thể đột phá liền lại đem đồ đằng cửu đạo cho tu luyện của hắn tài nguyên toàn bộ luyện hóa, cuối cùng tu vi đột phá tới rồi thần bào đỉnh phong, thánh long thần bào cảnh. Tuy rằng, sở phong nghịch thiên chiến lực đã sớm có thể so với thánh long thần bào, hắn hiện đang đột phá đến thánh long cảnh, đối với kết giới chiến lực mà nói, không có biến hóa. chung quy, hắn kết giới chi thuật phương diện nghịch thiên chiến lực, còn không có đánh vỡ đại cảnh giới hạn chế tình trạng. Thế nhưng chỉ luận phá trận năng lực, vẫn có không nhỏ đề thăng đấy. Cũng tỷ như sử dụng sơ giai bí điển lời nói nếu như lúc trước là chân long sơ kỳ phá không vỡ trận pháp, Sở Phong có thể phá vỡ. Như thế hiện tại, chân long trung kỳ phá không vỡ trận pháp, Sở Phong cũng có thể phá vỡ, thậm chí chân long hậu kỳ phá không vỡ trận pháp, Sở Phong cũng có thể thử một lần. Đây đối với giới linh sư mà nói, đã là phi thường kinh khủng. Chủ yếu nhất là lần sau lại đột phá sở phong cũng đem bước vào chân lòng giới linh sư liệt kê mà khi sau khi đột phá cái mảnh này rừng trúc cũng là triệt để khô héo sở phong đã sớm nhìn ra rừng trúc là bảo vật nhưng nhưng cũng là tiêu hao phẩm thậm chí đổ vào rừng trúc bảo vật cũng là bảo vật vô giá vì hắn lần này tu luyện giới thiên niệm có thể nói là hao tâm tổn trí mất công như vậy tu luyện tài nguyên nàng hoàn toàn có thể cho con của nàng sử dụng lấy giới thiên thiên phú tất yếu cũng sẽ không nhỏ thu hoạch thế nhưng giới thiên niệm rồi lại hết lần này tới lần khác cho sở phong đột phá giới thiên niệm thanh âm vang lên không còn rừng trúc can thiệp sở phong cũng có thể tại chỗ rất xa liền thấy được giới thiên niệm sở phong một cái thuấn di liền đi tới giới thiên niệm trước mặt đột phá may mắn mà có gì trợ giúp sở phong cười nói trải qua mấy ngày nữa ở chung Sở Phong đối với vị này gì đã cơ bản tin cậy, đã không có cái loại này cảnh giác phía sau ở chung lên đến tự nhiên nhẹ nhõm rất nhiều. Là thiên phú của ngươi tốt. Giới Thiên Niệm cười nói, gì những tu luyện này tài nguyên chính là là bảo vật vô giá, ngươi vì cái gì không lưu cho giới Thiên? Sở Phong hỏi. Vốn chính là vì Thiên Nhi tìm kiếm, nhưng đã được biết đến chuyện của ngươi, ta nghĩ ngươi càng cần nữa. Giới Thiên Niệm nói. Nghe lời này sở phong trong lòng có chút không phải tư vị ngắn ngủn mấy ngày ở chung hắn tại giới thiên niệm trên người thể nghiệm được tự như tình thương của mẹ giống như quan tâm mặc dù đối với giới thiên ấn tượng không tốt nhưng đối với chính mình vị này gì sở phong ấn tượng vô cùng tốt có thể giới thiên dù sao cũng là giới thiên niệm con ruột giới thiên niệm lại làm sao có thể không quan tâm từ những tu luyện này tài nguyên vốn là làm giới thiên chuẩn bị cũng có thể thấy được nàng rất quan tâm con của mình thế nhưng sở phong tổn thương qua giới thiên dứt bỏ thì phi không nói tổn thương qua là sự thật nhưng giới thiên niệm chưa từng có trách sở phong như nếu không cũng sẽ không đem bản làm giới thiên chuẩn bị tu luyện tài nguyên cho sở phong sử dụng thậm chí sở phong không hỏi nàng đều cho tới bây giờ không có chủ động nói lên qua cũng không đề cập qua giới thiên cảnh này khiến sở phong càng thêm rõ ràng cảm nhận được vì đối với chính mình được tốt có thể giới thiên cá tính, sở phong cảm thấy ngày sau rất khó hóa giải, nếu thật giết giới thiên, vị này gì chắc hẳn cũng sẽ khổ sở. Gì, ngươi biết rõ ta đối với thất giới thánh phủ có uy hiếp, thậm chí đối với con của ngươi có uy hiếp, vì cái gì còn muốn như thế giúp ta? Sở phong hỏi, ta biết rõ ngươi là thất giới thánh phủ địch nhân, là thiên nhi đối thủ, có thể ngươi cũng là cháu ngoại của ta. Bởi vì lập trường nguyên nhân, ta cũng là có có hạn chế, chỉ có thể toàn bộ ít ỏi chi lực nhưng nếu có thể, ta thật rất muốn thay nhiễm thanh chiếu cố tốt ngươi. Chỉ là, vì quả thật có thể năng lực có hạn. Lúc nói lời này, giới thiên niệm lại trong mắt hổ thẹn. Vì, nếu là có một ngày, ta giết giới thiên, ngươi sẽ trách ta sao? Sở phong hỏi. Nghe lời này, giới thiên niệm ngắn mũi trầm mặt, chợt cười nói ra rồi bốn chữ, ta không biết. Bốn chữ này, chính là nàng chân thực tâm cảnh. Xem tại vì trên mặt mũi, chỉ cần giới thiên không làm thương hại ta quan tâm người ta có thể tha cho hắn một mạng sở phong nói rằng chỉ là đối với lời này giới thiên niệm rồi lại lắc đầu chợt hai tay bắt được sở phong bả vai ngữ khí ôn hòa mà rất nghiêm túc mở miệng sở phong nhớ kỹ bất cứ lúc nào đều muốn trước vị mình cân nhắc không quản bất luận kẻ nào chỉ cần uy hiếp được của ngươi sinh mệnh thiết yếu dưới tình huống ngươi cũng có thể không cần nể tình dù là người này là giới thiên, hay là ta cùng với ngươi phụ thân của mẫu thân, thậm chí cho dù là ta. Ngươi cũng không muốn hạ thủ lưu tình. Nhất định, muốn bảo toàn bản thân. Đây là gì đối với ngươi dặn dò, ngươi nhất định phải ghi ở trong lòng. Giới thiên niệm lúc nói lời này, trong mắt lo lắng. Tương lai vô cùng nhiều sự, nàng không cách nào xác định. Nhưng ngay sau đó, nàng là thật lo lắng sở phong chương năm 1980 mẫu tử nguy cơ. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc, dặn dò bản thân gì. Sở phong nhếch miệng cười một tiếng, dì yên tâm đi, ta cũng không phải là nhân từ nương tay người, ta có thể đủ chiếu cố tốt bản thân. Giới thiên niệm cũng cười cười. Sở phong nghe đồn nàng nghe qua, sở phong thủ đoàn cũng đã gặp, nàng biết mình cháu ngoại trai lợi hại. Có thể nàng vẫn như cũ lo lắng, bởi vì nàng cũng rõ ràng, phụ thân nàng lợi hại sở phong cùng giới thiên niệm cáo biệt bởi vì làm ra tạm thời từ bỏ tìm kiếm chìa khóa mảnh vỡ quyết định sở phong liền định đi trước tìm trích tinh đạo trưởng về phần tử linh sở phong tuy nhiên đáp ứng mang nạn đồng hành có thể sở phong cũng có tư tâm hắn xác thực đối mặt tình cảnh tương đối nguy hiểm bởi vậy chỉ có thể lựa chọn vi phạm hứa hẹn tiếp tục một mình lên đường căn cứ xem bói thẻ tre chỉ dẫn trích tinh đạo trưởng bây giờ là tại thần thể thiên hà mà tài sở phong sau khi rời đi, giới thiên niệm thì là về tới tổ võ giới tông di tích chỗ thế giới. Giới thiên đám người vẫn ở cái thế giới này. Phong tỏa đại trận bị phá, nhưng ủng hộ đại trận bảo vật còn có sót lại, giới thiên là ở chỗ này tiến hành tu luyện. Lúc giới thiên niệm tìm đến giới thiên thời điểm, giới thiên đã tu luyện xong thành. Đang tu luyện chi địa chờ cái kia mẫu thân. Mẫu thân, ngài cuối cùng trở lại nhìn thấy cái kia mẫu thân trở về giới thiên niệm cũng là hết sức cao hứng như vậy thuần túy dáng tươi cười hắn chỉ ở đối mặt giới thiên nhiễm thời điểm mới có qua nói một cách khác chỉ có tại hai vị này trước mặt giới thiên mới thật sự có một cái hậu bối tư thái thiên nhi đột phá sao giới thiên niệm hỏi đột phá nơi đây bảo vật sớm cùng huyết mạch của ta chi lực dung hợp nếu là sớm biết mẫu thân có thể kịp lúc đi đến liền dứt khoát không hao phí phong tỏa đại trận lực lượng đi bắt sở phong mà là nên là trực tiếp đem nơi đây bảo vật cung cấp ta tu luyện như vậy ta tuyệt đối có thể đột phá đến chân long cảnh trở thành một danh chân long giới linh sư chỉ là không ngại mẫu thân đại nhân cái kia bí cảnh tiên trúc nên là toàn bộ bị thu thập tới rồi a à. bằng vào những cái kia bí cảnh tiên trúc ta cũng định có thể một lần hành động đột phá đến chân long cảnh giới thiên tràn đầy tự tin thiên nhi mẫu thân quá mức sốt ruột, mặc dù tìm được bí cảnh tiên trúc, nhưng thu thập quá trình xuất hiện vấn đề, sở dĩ thu thập thất bại. Giới thiên niệm nói, nghe lời này, giới thiên không chỉ nụ cười trên mặt trong nháy mắt tiêu tán, người cũng đã trầm mặt. Thiên Nhi, mẫu thân vẫn sẽ vì ngươi tìm kiếm cái khác tu luyện tài nguyên, ngươi chỉ cần an tâm tu luyện là được. Giới thiên niệm phát giác được con mình tâm tình biến hóa, không khỏi tiếng lên trấn an. A à, có thể giới thiên không chỉ cười lạnh một tiếng, càng là thuận thế đẩy ra mẫu thân mình tay. Cử động như vậy, nhượng giới thiên niệm cũng là được sững sờ. Thiên nhi, ngươi làm sao vậy? Giới thiên niệm hỏi. Mẫu thân, ngươi giết ta đi. Giới thiên nói. Thiên nhi, ngươi ở nói bậy bạ gì đó. Giới thiên niệm không hiểu. Có thể giới thiên, rồi lại lấy ra một con dao găm, đưa cho cái kia mẫu thân. Giết ta, liền hiện tại bằng không thì ngươi sẽ hối hận giới thiên nói thiên nhi ngươi đến cùng làm sao vậy giới thiên niệm càng thêm không hiểu nhưng lúc này giới thiên rồi lại trong mắt lạnh lùng cùng phẫn nộ tiên trúc đúng là rất khó thu thập có thể ta cùng với ngoại công đều tin tưởng mẫu thân ngươi năng lực đổi lại những người khác đúng là rất lớn tỷ lệ thất bại nhưng mẫu thân ngươi là không thể nào thất bại nếu như không có thất bại, vì cái gì không đem tiên trúc cho ta? Vậy liền chỉ có một khả năng, ngươi đem tiên trúc cho người khác, ta nếu không có đoán sai, là cho Sở Phong rồi a." À. Giới Thiên tức giận nói. Càng rỡ, lòng nghi ngờ trọng vốn cũng không phải là thói quen tốt, nếu đem lòng nghi ngờ thả tại mẫu thân mình trên người, liền càng là không nên. Giới Thiên niệm cũng thay đổi ôn nhu khuôn mặt, mặt lộ vẻ nghiêm khắc. Có thể Giới Thiên không chút nào không hoảng hốt ngược lại cười lạnh càng sâu ta lòng nghi ngờ trọng sở phong thủ đoạn quỷ dị ngươi nói hắn có thể trong tay ngươi đào thoát ta là tin có thể là mẫu thân ngươi không khỏi rất đánh giá thấp ta đánh giá thấp ta đối với chỗ này phong tỏa đại trận chưởng khống lực coi như là sở phong đào thoát có thể bằng vào phong tỏa đại trận còn lại lực lượng ta cũng có thể đại khái tập trung hắn chỗ phương vị chí ít có thể phán đoán hắn chạy trốn phương hướng nào đây cũng là ta vận dụng huyết mạch chi lực, triệt để khống chế phong tỏa đại trận lực lượng phía sau mới ý thức tới lực lượng. Chỉ là, có người đem sở phong ấn ký xóa đi rồi, ta không tin đây là sở phong làm đấy, bởi vì triệt để xóa đi cái này ấn ký, nhất định tiếp xúc đến phong tỏa đại trận trận nhãn. Về phần có thể tiếp xúc đến trận nhãn người, Linh Mâu tưởng ngược lại có năng lực như thế, nhưng vấn đề ở chỗ, hắn tuy có trưởng đại trận khống chế quyền, nhưng đối với trận pháp này tịnh không đủ đủ rồi phân giải hắn nên là không biết sở phong ấn ký vẫn như cũ bị phong tỏa tại trong đại trận nhưng là mẫu thân ta biết rõ ngươi từng đi theo ngoại công cùng nhau tăng cường qua chỗ này phong tỏa đại trận ngươi đối với chỗ này phong tỏa đại trận càng thêm lý giải nếu như nhất định nói có một người muốn trợ giúp sở phong xóa đi ấn ký ta có thể đủ nghĩ đến chỉ có ngươi cho nên khi ta phát hiện sở phong ấn ký bị cho rằng xóa đi phía sau ta biết ngay sở phong đào thoát khả năng không có đơn giản như vậy thậm chí chúng ta hôn mê đều chưa hẳn là sở phong thủ đoạn mà rất có thể là mẫu thân thủ đoạn của ngươi đương nhiên vốn ta cũng không cách nào xác định có thể ngươi đem chúng ta cứu phía sau nói có chuyện gấp xử lý xử lý sau khi trở về còn nói tiên trúc không có thu thập đến ta đây liền cần phải hoài nghi sở phong là ngươi cố ý để cho chạy đấy đã liền nguyên bản vì ta thu thập tiên trúc, ngươi cũng cho sở phong. Giới thiên trong mắt phẫn nộ nhìn xem mẫu thân của mình. Có thể giới thiên niệm rồi lại cười khổ lắc đầu, thiên nhi, ngươi thật là suy nghĩ nhiều. Mẫu thân, ngươi có thể không thừa nhận, nhưng chuyện này, ta sẽ thực sự nói cho ngoại công. Ngoại công thế nào định đoạt, là chuyện của hắn. Mẫu thân, nếu như ngươi muốn ngăn cản ta lời nói ngay tại lúc này. Giết ta. Bằng không thì, ta nhất định sẽ thực sự bẩm báo cho ngoại công giới thiên nói ngươi có thể đi nói giới thiên niệm nói mẫu thân ngươi không xứng làm thất giới thánh phủ người giới thiên hừ lạnh một tiếng trực tiếp trực trời đi nơi đây mà giới thiên niệm ánh mắt tuy rằng phức tạp nhưng khó tránh khỏi thần thương trải qua nhất đoạn đi đường sở phong chống đỡ đạt đến thần thể thiên hà một tòa thượng giới bên trong đi tới nơi này phương thượng giới sở phong trong tay xem bói thẻ tre, vẫn như cũ vốn có chỉ dẫn. Sau cùng, sở phong đi tới một phiến hoang vắng sơn mạch bên trong. Đại sơn chợt nhìn không có gì, nhưng sở phong biết rõ nơi đây cất giấu trận pháp không gian. Trải qua một phen quan sát, rất nhanh sở phong liền tìm được rồi kẻ hở. Hơn nữa bằng vào sơ dai bí điển, rất là nhẹ nhõm đấy, liền đem tại một tòa sơn dưới chân, mở ra nhất đạo kết giới môn. Xuyên qua kết giới môn, chính là một phiến cổ xưa rừng rậm, có thể sở phong vẫn không kịp quan sát, liền trao mày, hắn cảm giác được bản thân hai chân lâm vào trong đại địa. Đồng thời một cổ cường đại trói buộc chi lực, cũng là tự đại mà tán phát ra, mồ hôi tuôn toàn thân. Sở phong lúc này không thể động đậy. Hắn, bị khốn trụ rồi, chương năm 1981, vô tình gặp được hạ tinh thần. Trận pháp này không kém, nhưng sở phong có thể bằng vào vũ giả thương hội hội trưởng cho hắn truyền tống phù đào thoát. Nếu để cho cho đầy đủ thời gian, sở phong bằng vào sơ giai bí điển, cũng có cơ hội phá, nhưng sở phong cũng không có trực tiếp phá vỡ định, ngược lại ngẩng đầu nhìn về phía rừng rậm ở chỗ sâu trong. Tiền bối, vãn bối cũng không ác ý, chính là bằng vào xem bói thẻ tre tìm đến đến bước này. Xem bói thẻ tre chính là khương tĩnh vũ tiền bối tặng cho, về phần ta tìm tiền bối, là nghĩ muốn hiểu rõ một ít chuyện, Sở Phong ngữ khí khiêm tốn mà lại khách khí, chỉ là thế nhưng không có được bất luận cái gì trả lời thuyết phục. Bất đắc dĩ, Sở Phong cũng chỉ có thể bản thân phá trận. Sở Phong không muốn lãng phí phù chỉ, cho nên liền sử dụng sơ giai bí điển phá trận, nhưng bây giờ là bị nhốt trạng thái, muốn ở trong người bày trận, cái này gia tăng thật lớn rồi khó khăn. Chủ yếu nhất là trận pháp này rất mạnh hơn phân nữa là trích tinh đạo trưởng tự mình bố trí xuống bởi vì sở phong quan sát cái này là chân long đỉnh phong giới linh sư thủ đoạn sở phong bản thân liền phát huy có hạn lại thêm muốn phá chân long đỉnh phong kết giới chi thuật cái này khó khăn có thể xưng không thể nào chỉ là sở phong không chỉ không hoảng hốt ngược lại có chút kích động đây không phải vừa vặn kiểm tra một chút sơ dài bí điển có thể phát huy năng lực à coi như là đây không phải chiến lực chỉ là phá trận nhưng thần bạo đỉnh phong phá chân long đỉnh phong trận pháp, nhưng nếu thật có thể làm được, cái kia cũng tuyệt đối là đánh vỡ nhận thức sự tình. Nhưng không ngừng mất đi thời gian, cũng đúng là chứng minh một sự kiện. Chân long đỉnh phong trận pháp nghĩ phá, thật không dễ dàng. Chỉ là cùng với, tia sáng chói mắt, tự như lợi kiếm bình thường, từ sở phong trong thân thể bắn ra, xoay tròn. Cái kia trói buộc sở phong trận pháp, cũng là tùy theo tan rã. Lúc này, Sở Phong cũng không khỏi lộ ra hưng phấn dáng tươi cười. Cứ việc xác thực khao phí mấy ngày thời gian mới làm được, nhưng hắn vẫn là thành công. Lấy thần bào cảnh giới đỉnh cao, đã phá vỡ chân long đỉnh phong trận pháp. Sơ giai bí điển đã như thế, nếu thật có trung giai bí điển, thậm chí cao cấp hơn cái khác bí điển, lại sẽ như thế nào? Con đường tu luyện tận cùng, tự hồ vẫn cực kỳ xa xôi a. À. Sở Phong cảm thán một tiếng, liền hướng rừng rậm ở chỗ sâu trong bước đi chỉ là rất nhanh hắn liền phát hiện nơi đây không chỉ không cách nào ngự không phi hành cái mảnh này rừng rậm vẫn là một tòa mê cung loại này mê cung tự nhiên khó không được sở phong sở phong rất nhanh liền tìm được rồi chính xác con đường sau cùng tại rừng rậm ở chỗ sâu trong tìm được rồi một tòa làm bằng gỗ cung điện cung điện đại môn rộng mở nhưng sở phong cũng không đi vào mà là đi tới trước cửa thì lấy thi lễ tiền bối vãn bối sở phong chính là giới nhiễm thanh chi tử, không biết tiền bối có thể hay không gặp mặt nhất tự. Chỉ là đã mang ra mẫu thân của mình, nhưng nhưng như cũ không có bất kỳ đáp lại. Vì vậy Sở Phong liền đi vào. Bước vào phía sau, phát hiện tòa cung điện này cũng là có khác càng khôn, nội bộ sau bên ngoài xem lên đến lớn rất nhiều. Lại thêm, cái này mặc dù không có rõ ràng trận pháp, nhưng lại tự hồ như là do đặc thù bảo vật xây dựng, vốn có ngăn cách tinh thần lực hiệu quả. Sở phong không có biện pháp vận dụng cảm ứng của mình năng lực, chỉ có thể một bên kêu gọi, một bên tìm kiếm, mà đi tới đi tới, liền nghe thấy được một cổ không nói ra được khí tức, cái kia giống như tu luyện tài nguyên. Sở phong xuôi theo tìm kiếm, xuyên qua một cánh cửa, phát hiện một cái rất lớn hậu hoa viên. Hoa viên đại địa bị biển hoa bao trùm, mà chính giữa có một tòa hồ nước. Hồ nước phía trên vũ khí nồng hậu dày đặc, lại phối hợp cái kia biển hoa, đem nơi đây hiển lộ rõ ràng tự như họa quyển bình thường mà cổ khí tức kia đúng là cái ao nước tán phát ra chỉ là nơi đây xa hoa cũng không giống như là một cái lão nhân gia sẽ đợi lấy địa phương nhất là sở phong phát hiện bên hồ bày đặt một cái trúc khung phía trên kia lại có thể bày đặt mấy cái váy phía sau càng là nội tâm rung lên nơi này làm sao cảm giác không đúng ni sở phong nhăn mày lại bởi vì vô luận như thế nào xem cái chỗ này đều giống như tiểu cô nương nhà bọt tắm địa phương. Loại này thua thiệt sở phong có thể ăn qua. Vạn nhất cái này thật sự có cái cô nương, vậy không phải mình là sẽ bị đã hiểu lầm. Mấu chốt sở phong trưởng thành. Cái loại này có tiện nghi không chiếm vương bác đảng tư tưởng tuy nhiên vẫn còn ở, nhưng cũng không phải là cái gì tiện nghi đều chiếm được. Nghĩ tới đây, sở phong xoay người liền đi ra ngoài. Có thể mới vừa đi ra, một cổ cường đại kết giới chi lực liền từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem sở phong trói buộc ngay tại chỗ dừng tay dừng tay có thể sở phong còn không có kịp phản ứng một cái thanh âm quen thuộc liền vang lên thuận âm thanh xem chừng có hai tên nữ tử xuất hiện ở trong tầm mắt của mình một tên trong đó chính chỉ vào sở phong cái kia cường đại kết giới chi lực đúng là tên nữ tử này phóng thích mà ra tu vi của nàng rất mạnh chính là là chân long giới linh sư thế nhưng đừng nói nàng lớn lên coi như cũng được một đầu nhu thuận tóc đen, trắng nõn da nhẵn nhụi, đặc biệt là dáng người phi thường có liệu, dù là xuyên vô cùng kín, thực sự ngăn không được, lại thêm, cái kia chỉ nhìn một cách đơn thuần không phải đặc biệt hoàn mỹ, nhưng tụ cùng một chỗ rồi lại tạo thành một trương không sai khuôn mặt ngũ quan. Những cái này nữ tử xem lên đến có chút thuận mắt. Nhất định nói lời, khuyết điểm của nàng chính là rất hung. Nàng chính rất hung nhìn xem Sở Phong ánh mắt kia thậm chí mang theo một chút sát ý một cái khác càng là một vị đại mỹ nữ nhưng vị này sở phong nhận ra đã thoát ly thương khung tiên tông mỹ nữ thiên tài hạ tinh thần hạ tinh thần khả năng nóng vội trực tiếp phóng xuất ra võ lực đem nàng kia trói buộc sở phong kết giới chi lực cho phá mà lại đi thẳng tới rồi sở phong trước mặt tiểu quỷ làm sao ngươi lại nơi này làm sao các ngươi nhận thức a à? còn không đợi sở phong đáp lời cái kia phóng thích kết giới chi lực nữ tử, cũng là đi lên trước đến, kinh ngạc nhìn chầm chầm vào hạ tinh thần. Không phải, hoa hoa, ngươi không nhận biết hắn sao? Hạ tinh thần thập phần kinh ngạc nhìn xem cái kia được xưng là hoa hoa nữ tử. Ta đương nhiên không nhận biết hắn. Hoa hoa nói. Hắn thế nhưng là sở phong A, giới nhiễm thanh nhi tử A. Hạ tinh thần nói, A, à, là cái kia sở phong. Ta biết rõ hắn vốn dĩ dài cái dạng này nghe đến đây cái kia làm hoa hoa nữ tử mới một lần nữa đánh giá đến sở phong nhưng trong mắt địch ý không chút nào chưa giảm nói ngươi là vào bằng cách nào có thể còn không đợi sở phong trả lời hạ tinh thần lại nói ta nói hoa hoa đừng như vậy hung nhân gia sở phong vẫn là tiểu bằng hữu đâu rồi là chúng ta hậu bối ngươi hù đến nhân gia làm sao bây giờ chợt hạ tinh thần cười tủm tỉm đối với sở phong nói rằng ta nói tiểu quỷ người như thế nào chạy đến nơi này hay sao hạ tiền bối ta là muốn tìm trích tinh đạo trưởng sở phong nói rằng có thể sở phong lời này vừa nói ra cái kia hoa hoa càng là mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ người nào nói cho ngươi trích tinh đạo trưởng tại đây hay sao sở phong trực tiếp lòng bàn tay mở ra đem cái kia xem bói thẻ tre sáng lên ra tới ta là bằng vào vật này tìm thấy sở phong nói rằng. Thấy thế, hoa hoa một tay lấy cái kia xem bói thẻ tre bắt tới, tỉ mỹ dò xét một phen phía sau hỏi, từ đâu đạt được. Khương Tĩnh vũ tặng cho cho ta. Nói hắn cùng với trích tinh đạo trưởng có chút giao tình, bằng vào vật này có thể tìm đến trích tinh đạo trưởng, hơn nữa trích tinh đạo trưởng cho hắn vật này thời điểm cũng rõ xác thực nói qua, hắn có thể đem vật này chuyển tặng người khác, sở dĩ hắn liền tặng cho ta. Tiến nhập nơi này, Ta nói chuyện không có trả lời, cũng chỉ có thể thâm nhập mới đến nơi này. Ta trả lời đủ rõ ràng sao? Sở Phong hỏi. Sở Phong những lời này khiến cho cái kia Hoa Hoa trong lúc nhất thời lại có chút không nói gì, không biết nên làm sao chất vấn. Bởi vì Sở Phong có lý có cứ. Có thể bỗng nhiên nàng nhìn về phía Sở Phong mới vừa đi ra phương vị, vì vậy lại lần nữa mặt lộ vẻ vẻ giận dữ. Vậy ngươi tại sao lại ở chỗ này, ngươi muốn làm cái gì? ngươi có phải hay không muốn trọng xem ta rửa, tắm, tốt ngươi tiểu sắc ma, còn tốt ta không có ở rửa. Tắm, bằng không thì chẳng phải là bị ngươi thấy hết. Nghe lời này, sở phong rất cảm thấy không nói gì, đầu tiên, ta nói, ta đang tìm trích tinh đạo trưởng, ta không đi vào làm sao biết cái này là tắm rửa đấy. Ta phát hiện không đúng, không phải lập tức đi ra à. Huống chi nói trở lại, ngươi kích động như vậy làm gì vậy, ngươi niên kỹ không nhỏ à đừng nói ta không thấy được, coi như là thấy được, thua thiệt cũng là ta, mà không phải ngươi đi. Ngươi ngươi ngươi. Hoa hoa chỉ vào sở phong, nói chuyện trở nên không lưu loát rồi, nhưng sở phong rồi lại chú ý tới, chỉ là trong nháy mắt, trên mặt nàng huyết sắc đều không có, trở nên trắng bệch. Hẳn là bị khí, chương năm 1982, nàng không lớn, cùng mẹ của ngươi không sai biệt lắm. Mắt thấy thế cục không ổn, hạ tinh thần vội vàng đem sở phong kéo về phía sau, mà lại một mặt nghiêm túc phê bình đến sở phong lời này của ngươi quá mức ờ nhân gia hoa hoa tuổi không lớn lắm đấy chỉ là cùng mẹ của ngươi không sai biệt lắm mà thôi chỉ là nàng lời này vừa nói ra sở phong cùng hoa hoa đều lập tức im lặng ở hạ tinh thần ý thức được bầu không khí xấu hổ vì vậy vội vàng bổ sung nói là ngươi mẫu thân sinh ngươi sinh quá sớm như thường đến nói nàng cái loại này thiên tài liền không nên sớm như vậy thành gia đoán đúng dựa theo tu võ giới tuổi tác đến tính, mẹ của ngươi làm sao cũng muốn mấy nghìn tuổi mới hợp lý. Sở dĩ ta cùng với hoa hoa niên kỷ cũng không lớn, ngươi nên là gọi tỷ tỷ của nàng. Có thể lời này vừa nói ra, cái kia hoa hoa rồi lại lập tức tựa đầu uống éo, ai muốn hắn gọi tỷ tỷ, đây không phải rối loạn bối phận. Thấy thế, hạ tinh thần chặn lại nói, hoa hoa, không sai biệt lắm được rồi nhân gia sở phong là lấy lấy xem bói thẻ tre tới tìm ngươi trích tinh đạo trưởng tiền bối đấy, căn bản không phải xông vào, huống chi ngươi cũng không có ở rửa, tắm, liền quan uổng nhân gia sở phong muốn trộm xem, cái này quả thật có chút quá mức ơ. Ờ. Cũng không thể bởi vì bại bởi qua giới nhiễm thanh, sẽ đem hỏa khí chiếu vào nhân gia nhi tử trên người A. Nghe lời này, cái kia hoa hoa nóng nảy. Cái gì nha, tinh thần tỷ tỷ cửa này giới nhiễm thanh chuyện gì A, à? chỉ là hai người chúng ta vừa mới vào đi cũng bởi vì hắn xông tới cần phải gấp trở về ta thật là khí a lời nói ở đây cái kia hoa hoa hiển nhiên nghĩ vì cái gì rồi lập tức nghiêm túc nhìn về phía sở phong không đúng ngươi nên là bị khốn trụ tại cửa ra vào mới cùng ngươi làm sao thoát khốn hay sao ta đã phá vỡ trói buộc sở phong nói rằng chê cười chỉ bằng ngươi có thể phá vỡ nơi cửa trói buộc đây chính là ta phụ thân tự mình bố trí xuống trận pháp. Hoa Hoa một mặt không tin. Phụ thân ngươi là Trích Tinh đạo trưởng Tiền Bối. Sở Phong ngoài ý muốn. Là, làm sao vậy? Hoa Hoa rất lòng ngực rất là có khí phách nói. Trích Tinh đạo trưởng Tiền Bối thủ đoạn, Sở Phong tự nhiên bội phục, thế nhưng ta cũng có thủ đoạn của ta. Sở Phong nói rằng. Ngươi có thủ đoạn gì, tuổi còn nhỏ, cùng không có biên giới rồi đừng nói là ngươi mẹ của ngươi tại cái tuổi này cũng không thể nào phá vỡ ta phụ thân thủ đoạn cái kia hoa hoa nói rằng tốt rồi tốt rồi hoa hoa ngươi nếu như nghe qua cái này sở phong còn có cái gì không tin đấy phụ thân ngươi là lợi hại cái kia càng lợi hại lợi hại qua thất giới thánh phủ không nhân gia sở phong từ thất giới thánh phủ cũng có thể toàn thân trở lui chẳng lẽ đây là giả vẫn là cửu thiên chi đỉnh sở phong chinh phục mạch chi bản nguyên, đây là giả. Hạ tinh thần thay sở phong nói rằng, nghe đến mấy cái này lời nói phía sau cái kia hoa hoa khí diễm ngược lại yếu đi không ít, nhưng vẫn là hai tay vẫn ôm trước ngực, rất là chất vấn thì thầm một câu. Nghe đồn nói ngoa, ai ngờ là thật là giả, dù sao ta phải không tin. Mà nhưng vào lúc này, một đạo trong bóng tối truyền âm chiếu vào sở phong nghe thấy, chính là hạ tinh thần. Sở phong, Ngươi tìm trích tinh đạo trưởng chuyện gì a? À? Nghĩ hỏi thăm một ít chuyện liên quan mẫu thân của ta đấy. Sở Phong trong bóng tối trả lời. Chuyện này ta đến bình phán, đúng là hoa hoa đuối lý. Nhưng cái này hoa hoa tính cách tại đây cứ như vậy, nàng có bệnh. Bệnh gì? Sở Phong hỏi. Tiên Thiên tính căm thù nằm nhân chứng. Hạ Tinh Thần nói. Còn có loại bệnh này. Sở Phong kinh ngạc. Đúng vậy a. À? nhưng hoa hoa xác thực rất căm thù nam nhân không chỉ có là ngươi ngoại trừ trích tinh đạo trưởng gần như căm thù làm cho có nam nhân chỉ là ngươi nếu là đến cầu người nhà giúp có thể chịu thì nhẫn nại a à. nhân gia hoa hoa thế nhưng trích tinh đạo trưởng nữ nhi tuy nói là dưỡng nữ thế nhưng trích tinh đạo trưởng thế nhưng rất thương nàng đấy ta cùng với thương khung tiên tông sự tình ngươi cũng biết đấy thương khung tiên tông khắp nơi truy nã ta đâu sở dĩ có thể ở chỗ này tị nạn chính là bởi vì hoa hoa nguyên nhân, nhân gia trích tinh đạo trưởng mới đáp ứng. Huống chi trong nội tâm nàng có khí, cũng là có thể hiểu được đấy, gần nhất chúng ta đang tại phá giải một tòa di tích, nàng phí thật lớn khí lực, mới tìm phải tiến nhập chi pháp. Nhưng là chúng ta vừa mới vào đi không bao lâu, nàng liền phát hiện có người xâm nhập rồi cư trú lãnh địa, liền lập tức chạy trở về. Thế nhưng cái kia tòa di tích cần đi vào, cần lần nữa phá trận, lúc trước nỗ lực có thể là thất bại trong gan tất rồi. Nghe đến đây, sở phong ngược lại có thể lý giải, cái này hoa hoa vì cái gì lớn như vậy tức giận. Hoa hoa người không hỏng, chỉ ít đối với ta là phi thường tốt đấy. Hạ tinh thần nói. Tiền bối, bằng hữu của ngươi, nhân phẩm ta tin được. Chỉ là ta thật muốn gặp trích tinh đạo trưởng, vậy bây giờ, có biện pháp nào sao? Ta sở phong da mặt dày, không phải không có thể cúi đầu, thế nhưng cúi đầu thật có thể nhìn thấy trích tinh đạo trưởng sao sở phong hỏi trích tinh đạo trưởng xác thực không ở chỗ này cụ thể ở đâu ta cũng không biết chỉ có hoa hoa biết rõ như vậy đi ta nghĩ cái biện pháp để cho nàng không muốn đuổi ngươi đi tiểu tử ngươi linh như vậy ánh sáng lại tìm cái biểu hiện cơ hội lấy lòng một chút hoa hoa chứ sao nàng cao hứng nói không chừng sẽ nói cho ngươi biết rồi hạ tinh thần nói được nghe được hoa hoa sẽ đuổi bản thân đi, sở phong vội vàng đáp ứng. Thật vất vả đã chạy tới đấy, cũng không thể tại đây cứ như vậy rời đi. Lúc này, hạ tinh thần thì là cười tủm tỉm nhìn về phía hoa hoa, có thể còn không đợi nàng mở miệng, cái kia hoa hoa liền lập tức nói rằng. Các ngươi hai cái trong bóng tối nói không ít a à. Có phải hay không lại nói ta nói bậy? Hạ tinh thần cái miệng nhỏ nhắn cái khác, dáng tươi cười vô cùng sáng lạng, thật thông minh, cái gì đều không thể gạt được ngươi chỉ là cũng không nói nói xấu ngươi mà là khen ngươi đâu nói xong nhìn về phía sở phong sở phong còn không hướng hoa hoa tiền bối nhận sai sở phong lập tức bái thật có lỗi tiền bối sở phong đến không phải lúc cử chỉ vô tâm làm hại tiền bối lãng phí thời gian chân thực tội đáng chết vạn lần tiền bối muốn đánh phải không sở phong không một câu oán hận có thể hoa hoa rồi lại khinh miệt cười một tiếng lạnh lùng nói rằng ít đến bộ này ngươi muốn tìm phụ thân ta là a à, ta phụ thân không ở lúc nào trở về ta cũng không biết nhưng nhanh nhất cũng muốn ba năm ngươi ba năm phía sau lại đến a à. thế nhưng ba năm phía sau chúng ta không hẳn còn ở nơi này vẫn là bị hạ tinh thần nói đúng cái này hoa hoa là thật đuổi người đi a à, thấy thế hạ tinh thần đuổi vội mở miệng hoa hoa ngươi không phải muốn phá cái kia di tích à sở phong thế nhưng hôm nay mình mong tu võ giới mạnh nhất giới linh sư thiên tài, nhưng hắn cùng chúng ta đồng hành, nói không chừng có thể giúp đỡ đến vội vàng đâu. Hắn, có thể nghe lời này, cái kia hoa hoa trên mặt khinh miệt càng đậm. Không phải ta xem thường hắn, không nói trước đương kim mênh mông tu võ giới tối cường giới linh sư thiên tài danh hào dựa vào không đáng tin cậy. Ta coi như là hắn đáng tin cậy, có thể cái kia tòa di tích cũng không phải là bọn hắn những bọn tiểu bối này có thể nhúng tay. Hoa hoa, Sở Phong đã giúp ta, coi như xem ta mặt mũi, cho hắn một cơ hội chứ sao. Hạ Tinh thần ông lấy hoa hoa cánh tay, nũng nịu nói: "Tinh thần tỷ tỷ, ngươi đã mở miệng, cũng đừng nói ta không cho mặt mũi ngươi. Ta cho hắn ra một đạo đề, hắn có thể phá vỡ, ta để hắn cùng chúng ta đồng hành. Nhưng nếu phá không vỡ, nhượng hắn lập tức đi, có thể chứ?" Giờ khắc này, không đợi Hạ Tinh thần mở miệng, Sở Phong liền nói, "Có thể." đem cái này phá vỡ, ta hạn ngươi một canh giờ, nếu là một canh giờ phá không vỡ, ngươi liền bật người rời đi. Đang khi nói chuyện, Hoa Hoa đem một cái dưa hấu lớn nhỏ trận pháp cầu ném về phía rồi sở phong. Hoa Hoa, ngươi cái này. Có thể nhìn đến quả cầu kia, hạ tinh thần liền một mặt bất đắc dĩ. Quả cầu kia kỳ thật chính là nhất tòa trận pháp, nhưng đó là chân long sơ kỳ mới có thể phá vỡ đấy, sở phong vẫn chỉ là thần bào cái này rõ ràng liền là không thể nào sự tình. có thể sau một khắc, hạ tinh thần lập tức sắc mặt đại biến, đã liền cái kia hoa hoa cũng là cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhất, không khỏi dụi dụi con mắt, chỉ thấy sở phong hai tay bắt lấy cái kia trận pháp cầu, theo sau lắc lư, cái kia trận pháp cầu tự như nở rộ đóa hoa, nở rộ ra, mà bọn hắn còn biết, đây là phá trận thành công mới có cảnh tượng. ps, cập nhật gần đây quá kém vẫn phải cho mình áp lực, bức nhất ép mình. Ta thề tuần này bên trong nhất định bộc phát một lần, nếu như tuần này bên trong không có bộc phát, ta liền nguyền rủ mình đời này lấy không được vợ, chương năm 1983, sở phong mẫu thân, không cách nào tiến nhập chi địa. Ngươi tiểu quỷ này, lợi hại như vậy đấy sao? Xác định sở phong phá vỡ, hạ tinh thần một đôi mắt đẹp, tràn đầy vui vẻ. Có thể cái kia hoa hoa, rồi lại một tay lấy trận pháp cầu chiếm trở về, nhất định là chỗ nào có vấn đề lại tới một lần thấy thế hà tinh thần chặn lại nói hoa hoa không phải như vậy a à, như vậy có thể có mất thân phận rồi thành tựu tiền bối muốn nói lời giữ lời a à. tiền bối không ngại lại đến bao nhiêu lần cũng có thể có thể sở phong rồi lại là yên tâm có chỗ dựa chắc rất nhanh hoa hoa cũng là đem trận pháp cầu khôi phục được lúc trước trạng thái lại lần nữa đưa cho sở phong mà lại còn lấy cảnh cáo ngữ khí nói rằng, lần này ta nhìn chầm chầm vào ngươi. Tiền bối xem cẩn thận. Sở phong mặt mỉm cười, lại lần nữa dùng vừa rồi động tác, đem trận pháp cầu chập vào hai tay tầm đó. Lần này, sở phong cố ý chậm lại tốc độ, lại thêm hoa hoa vốn cũng không phải là ăn chay. Sở dĩ tất cả mọi người thấy rõ, sở phong phóng thích kết giới chi lực, không là đơn thuần kết giới chi lực, là trận pháp, sở phong ở thể nội bố trí xong trận pháp, đã phá vỡ viên cầu này. Hơn nữa là sơ dài bí điển. Bởi vậy, lần này cũng là thuận lợi phá vỡ. Ngươi trước kia phá qua. Hoa hoa nhìn xem sở phong. Lần thứ hai. Sở phong nói. Lần thứ nhất là lúc nào? Là ai dạy ngươi? Hoa hoa hỏi. Không một ai dạy ta. Sở phong nói. Không thể nào, dùng tu vi của ngươi không thể nào phá vỡ vật này là của ngươi trận pháp đền bù cảnh giới chênh lệch rút cuộc là người phương nào dạy ngươi phương pháp này hoa hoa chất vấn lần thứ nhất liền là vừa vặn cái kia tiền bối ngươi nói là người phương nào dạy ta trận pháp sở phong nói ngươi ta vậy mới không tin hoa hoa một mặt không tin tiền bối vãn bối ăn ngay nói thật vãn bối nắm giữ lấy một chút thủ đoạn thủ đoạn này có thể cho tiền bối bù đắp cảnh giới chênh lệch, đến ứng đối khác biệt trận pháp. Tuy nhiên trên chiến trường khó mà phát huy, thế nhưng phá giải di tích lời nói chỉ cần cho đầy đủ thời gian, vãn bối có lẽ thật giúp đến tiền bối. Sở Phong nói rằng, tốt rồi Hoa Hoa, không quản ngươi có tin hay không Sở Phong, nhưng Sở Phong phá trận là ở ngươi mí mắt nội tình làm được, muốn nói lời giữ lời a. À. Hạ Tinh thần khuyên nhủ. Hoa Hoa tuy nhiên chất vấn Sở Phong, nhưng cũng nguyện ý đối mặt hiện thực vì vậy nói đi à thế nhưng lời cảnh cáo nói ở phía trước ta không trông chờ ngươi giúp ta ngươi chỉ cần đừng quấy rối là được mọi thứ nghe ta an bài không có vấn đề sở phong cười đáp ứng theo sau sở phong liền cùng hạ tinh thần cùng hoa hoa bước lên đường đi vì nhanh chóng đi đường hoa hoa thúc giục lấy một chiếc phù không chiến thuyền cái này phù không chiến thuyền không là rất lớn nhưng tốc độ rất nhanh không chỉ có thể tại bình thường thế giới phi hành, tại truyền tống đường hầm nội đồng dạng cũng là có không tầm thường tốc độ phi hành. Vừa mới bắt đầu, Hạ Tinh Thần có thể là thay sở phong nói tốt, sở dĩ một mực cùng hoa hoa nói chuyện phím. Hai người là trong bóng tối truyền âm, sở phong không biết bọn hắn nói cái gì, nhưng nhìn bọn hắn thỉnh thoảng cười to, liền biết rõ bọn hắn nói chuyện với nhau rất là vui sướng. Về phần sở phong, không có nhàn rỗi, hắn khoanh chân ngồi ở trên bông thuyền, là đang tu luyện thiên đạo bí điển lên cái khác trận pháp. Tuy rằng sơ giai bí điển đầy đủ nghịch thiên, nhưng chung quy bày trận cần có thời gian. Nếu như là như thường giao phong, đối mặt công sát trận pháp, thường thường là không kịp đấy. Sở dĩ sở phong cần nắm giữ thiên đạo bí điển lên cái khác trận pháp. Tiểu quỷ, tu luyện. Bỗng nhiên, thanh âm êm ái, tại sở phong vang lên bên tai. Mở mắt ra, là hạ tinh thần chính xoay người đem khuôn mặt nhỏ nhắn tiến tới trước mặt mình hơn nữa rất gần tuy rằng hạ tinh thần là tiền bối nhưng đừng nói hạ tinh thần lớn lên thật là rất tốt xem đấy vô luận là khuôn mặt dáng người khí chất đều là đỉnh cấp hơn nữa tính cách của nàng kỳ thật cũng rất lấy ưa thích cũng khó trách thương khung tiên tông tông chủ sẽ đối với hạ tinh thần động lên tâm tư không đứng đắn chỉ là nhắm mắt dưỡng thần tiền bối có việc sở phong hỏi ngươi tiểu quỷ này không sao không có thể cùng ngươi nói chuyện phiếm sao hạ tinh thần đặt mông ngồi ở sở phong trước mặt còn cố ý hướng sở phong bên này đụng đụng chân đều đụng phải sở phong chân mới dừng lại tiểu quỷ không hiếu kỳ chúng ta đi địa phương là như thế nào di tích sao hạ tinh thần hỏi không hiếu kỳ dù sao ta là giúp sở phong nói sở phong lời này vừa nói ra cái kia tại cách đó không xa điều khiển lấy phù không chiến thuyền hoa hoa hừ nhẹ một tiếng. Nói rất hay giống như nhìn quen đại tràng diện đồng dạng, đó là ngươi nương đều phá không vỡ địa phương đâu. Thấy thế, hạ tinh thần cũng là lập tức gật đầu, ngươi hoa hoa tiền bối nói không sai, chỗ đó đích xác là mẹ ngươi cũng không có phá vỡ địa phương. Nói đúng ra, không chỉ là mẹ ngươi, là thất giới thánh phủ cũng chịu bó tay địa phương. Thậm chí, thời đại sơ kỳ những cái kia cường giả bao quát tổ võ giới tông những người kia cũng cũng không có phá vỡ chỗ này di tích. Bằng không thì cũng không thể nào lưu lại đến bây giờ. Ờ, à, vậy hắn đến cùng có lai lịch thế nào? Sở Phong hỏi, cụ thể lai lịch không có nhân biết được, kỳ thật bên trong có cái gì không có nhân biết được, nhưng chúng ta xưng nó làm di động cung điện. Hạ Tinh thần nói. Di động cung điện? Sở Phong lúc này đã triệt để hứng thú. Đúng, bởi vì này tọa di tích là nhất tòa cổ xưa cung điện thế nhưng nó là sẽ di động đấy thỉnh thoảng sẽ biến mất không ai biết rõ nó tiếp theo sẽ xuất hiện ở nơi nào hơn nữa vô luận là muốn dùng trận pháp trói buộc vẫn còn là phía trên lưu lại ấn ký đều không chỗ hữu dụng tóm lại không ai có thể hạn chế nó di động khoảng cách trước đó lần thứ nhất biến mất đã qua rất nhiều lâu lắm rồi nhắc tới cũng là vận khí tốt lại bị hoa hoa tìm được cái kia di động cung điện mới vị trí như thế nào, có phải hay không nên là cảm tạ ta? Nếu không phải ta, Hoa Hoa cũng sẽ không mang theo ngươi đồng hành. Hạ Hà Tinh Thần nói. Đa tạ tiền bối. Sở Phong sau khi nói cảm ơn lại hỏi, mẫu thân của ta cũng không thể đi tới di tích chỗ sâu nhất sao? Không phải không có thể đi tới, mà là trước đó không ai có thể đi vào. Thế nhưng ta cùng Hoa Hoa rồi lại tiến vào, đây là trong lịch sử lần thứ nhất a, à, chúng ta là đánh phá kỷ lục người nhưng bởi vì ngươi chúng ta lập tức đi vòng vèo rồi trở về sợ dĩ ngươi có thể hiểu được hoa hoa vì cái gì có khí theo ngươi a à? hạ tinh thần nói ân sở phong nhẹ gật đầu nhưng trong lòng có chút nghi vấn lúc trước nhiều cao thủ như vậy đều không thể tiến nhập địa phương xài như thế nào hoa cùng hạ tinh thần liền tiến vào tuy nhiên hai nàng thực lực không kém nhưng ở đương đại cũng cũng không phải tối cường một nhóm kia đấy liền đừng nói cùng thời đại sơ kỳ những cái kia cường giả so tốt rồi di tích sự tình biết rõ đấy đều nói cho ngươi rồi tiểu quỷ nói nhanh lên những cái kia liên quan tin đồn về ngươi đều là thật a à? đến cùng có hay không thủy phân a à? hạ tinh thần bỗng nhiên một phát bắt được sở phong cánh tay rất là tò mò hỏi thăm về đến tiền bối đều nghe rồi cái nào sở phong hỏi thăm mà hạ tinh thần cũng là đem nàng làm cho nghe sự tình từng cái nói cho sở phong sở phong cũng là từng cái tiến hành hiểu rõ đáp có chút đích xác là bị người nói ngoa rồi nhưng bản thân làm được sự tình sở phong cũng không có phủ nhận ngươi tiểu quỷ này quả thực quá mạnh mẽ a à. ngươi cái này tốc độ tiến bộ còn ngươi nữa cái này hành động quả thực so mẹ của ngươi năm đó còn muốn càng trên một bậc a à. ta lần thứ nhất gặp ngươi liền biết ngươi khủng khiếp nhưng không nghĩ tới ngươi tiểu quỷ này nghịch thiên tới rồi loại tình trạng này. Mà tại Sở Phong nơi đây đạt được xác nhận phía sau, hạ tinh thần cũng là hào không kêu kiệt tán dương lên Sở Phong. Thậm chí cũng là một phương nhân vật nạn, lúc này ở Sở Phong trước mặt, rồi lại như là một cái tiểu cô nương. Trong mắt Tinh Quang, thậm chí có chút sùng bái cảm giác.